Sau khi công bố số điện thoại đường dây nóng vào ngày 21 tháng 8 đến chiều ngày 22 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã tiếp nhận gần 250 cuộc gọi và tin nhắn của các tổ chức cá nhân. Theo ông Phạm Văn Thiều, các tin nhắn cuộc gọi vào số đường dây nóng không chỉ của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu mà còn ở nhiều địa phương khác trong cả nước, phản ánh nhiều vấn đề sự việc lĩnh vực khác nhau, trong đó nội dung phản ánh nhiều nhất thuộc các lĩnh vực đất đai, xây dựng, an ninh trật tự, môi trường, thủ tục hành chính. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều thông tin, đối với những tin báo, thông tin phản ánh trả lời ngay được, tôi đã trả lời, giải quyết ngay. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều nội dung tôi ghi nhận và chỉ đạo văn phòng tổng hợp trao đổi với các sở ngành đơn vị liên quan, tham mưu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời nhanh, gọn gàng, dứt điểm. Ông Phạm Văn Thiều cũng chia sẻ, do có quá nhiều cuộc gọi nên ông không thể nghe và trực tiếp giải quyết được tất cả. Trong vai trò người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu, ông Phạm Văn Thiều phải xử lý điều hành rất nhiều công việc trong ngày. Vì vậy, thời gian tới, tùy tình hình thực tế, ông sẽ trực tiếp nghe, xử lý hoặc giao lại cho đơn vị tham mưu để phát huy hiệu quả của số điện thoại đường dây nóng.